Thưa quý vị, ẩm thực là một nét đặc trưng, một điểm nhấn không thể bỏ qua khi chúng ta khám phá một vùng đất mới. Chính nét độc đáo ấy sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách gần xa. Đối với thành phố Bảo Lộc thì bên cạnh khí hậu ôn hòa và những nét đẹp văn hóa bản địa, món ăn dân dã nơi đây cũng góp phần làm cho mảnh đất này càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Hãy cùng chương trình tìm đến với một trong những món ăn ngon độc đáo mà du khách nhất định phải thử khi đến với thành phố trà nổi tiếng này nhé. Bảo Lộc nổi danh là thủ phủ tơ tằm và xứ trà với những hương vị trà đặc trưng làm say lòng bao người sành điệu. Vùng đất này cũng là nơi quy tụ những người con muôn nơi về sinh sống lập nghiệp, chung tay làm nên nét đẹp xứ trà Bờ Lao. Xa quê, lập nghiệp nơi vùng đất mới, họ cũng mang theo mình những món ngon của quê hương, góp phần làm phong phú hơn ẩm thực Bảo Lộc. Anh Nguyễn Bảo Long là một trường hợp như vậy, là một người con sinh ra tại đất Bắc và yêu ẩm thực xứ Hà Thành. Anh cùng gia đình đã đem hương vị xứ Bắc vào đất Bảo Lộc, làm nên một nét ẩm thực quyến rũ nơi đây. Phương Thảo xin đến chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn rất là đặc biệt, đó là món nhắn nướng. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm quán nhắn nướng Hà Nội của anh Bảo Long để xem món này có gì đặc biệt quý vị nhé. Vâng, xin chào anh Bảo Long. Xin anh có thể chia sẻ là món nhắn nướng ở quán mình là nó là một món ăn như thế nào và cái đặc sự đặc biệt của nó ra sao được không ạ? Nói với em chia sẻ là cái món nhắn là anh cũng từ Hà Nội vào được hơn một năm. Cái chiếc nhắn nướng thì cũng hơn một năm nay thì là rất gần gũi với bà con Bảo Lộc. Nói chung là với anh em gần xa như Sài Gòn họ cũng về đây chỉ vì cái chiếc nhắn nướng. Nhưng mà cũng có một cái chút gọi là cái tên nó làm cho tất cả như là có một cái gì đó rất là lạ. Các món ăn khác thì có thể là lợn, dê, bò thì nó rất bình thường, nhưng mà anh đặt chiếc nhắn nướng thì cũng mang một cái phong cách là cách ướp là chính, cũng là một cái món ăn đó nhưng mà là cái cách ướp rất là đặc trưng, nó tạo lên cái nhắn, tạo lên cái món nhắn của anh. Vâng, thưa anh, vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả em được biết là trong cái món nhắn nướng này của mình á thì gia vị của nó có cái gì đặc biệt không ạ? Đa số là những cái anh nó là dầu hào này, rồi những cái hương vị của gia vị Việt thôi. Nhưng mà mình biết cách là đúng cái liều lượng nó ấy. Ừ, cũng ướp nhưng mà nó sẽ có đặc trưng hơn để em nhận định trước, em sẽ nhận định là xem nó có khác với những cái món nướng khác nhé. Món này thì mình ăn với nước chấm gì vậy? Đây, đây là nước sốt tương ớt và nước sốt me. Có thể là em sợ ngán thì em dùng với đây, anh sẽ làm sẵn những cái món dưa món này. Đồ chua và em cuốn mấy rau sống. Để ăn để giảm nó không có bị ngán. Bây giờ có thể cho em thưởng thức thử món ăn này được không ạ? Rồi, sẵn lòng em. Vậy bây giờ em xin được thưởng thức thử món nhắn nướng nha. Đây là nước sốt me phải không ạ? Đúng rồi. Em ăn với dưa món. Thịt của nó thì có vẻ rất là giòn. Em cảm thấy hình như nó rất là lầm già. Không biết là mình ướp trong thời gian bao lâu mà nó lại có thể thấm được như vậy à? Từ anh ướp từ 9 giờ sáng mà đến bây giờ mình nướng thì nó tầm vào cỡ 6 tiếng. Vâng, xin cảm ơn anh Bảo Long. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thưởng thức món nhắn nướng này thì Phương Thảo cảm thấy đây là một món ăn vừa giòn mà hương vị nó lại rất là đặc biệt. Vậy thì Phương Thảo tin rằng đây sẽ là một món ăn để quý vị và các bạn khi đến với thành phố Bảo Lộc có thêm một sự lựa chọn để cùng gia đình mình trải nghiệm một buổi tối vui vẻ. Với tâm huyết và niềm say mê ẩm thực phương Bắc, món ăn này đã dần chiếm được tình yêu ẩm thực của người dân Bảo Lộc. Và đây cũng là động lực để anh Long cùng gia đình truyền cảm hứng về đặc trưng ẩm thực đến vùng đất mà anh chọn là quê hương thứ hai để lập nghiệp.